Người lại là mình Bubblegum đây. À mà quên, hôm nay thì phải gọi là Rụt Rè Gum mới đúng nè. Hôm nay thì Rụt Rè Gum sẽ đi chơi nha mọi người. Mình sẽ cúp học một hôm đi chơi xem có gì vui. What? Nghe đồn là có sự kiện mới nè. Và có một khu sự kiện rất là đẹp luôn á, cũng ở gần trường học mà bữa giờ mình chưa đi nữa mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cúp học để đi nha. Và mình đã tới được địa điểm rồi mọi người ơi. Trời ơi, nhìn bên ngoài đã thấy một khu vườn rất là xanh mát rồi mọi người, thích ghê luôn á ha. Mà mình thắc mắc là không biết khi nào mà sự kiện kết thúc thì cái chỗ này còn không ha mọi người, hay là lại biến thành cái chỗ quán nước ở bãi biển cũ nữa ha. Thực sự là mình thích cái chỗ này lắm luôn á, cho nên mình nghĩ là mình sẽ chụp thật là nhiều ảnh và quay thật là nhiều video để dành nè. U là trời luôn, bạn này cute hột me quá trời luôn nè mọi người, mà sao bạn không đi học ta? Ước gì mà ở trong trường cũng có cái chỗ khung chụp hình như thế này ha, cute thật luôn á. Bây giờ thì mình sẽ ăn quà vặt một chút xíu nè và mình sẽ ăn cái bánh này. Nhìn chiếc bánh vàng vàng có cái nhân kem này giống như là bánh kếp hay bán ở trước cổng trường học á, không biết là mọi người có từng ăn cái bánh đó chưa. Rồi và sau khi ăn thì mình sẽ uống nước cam, một lần là mình mua luôn 11 chai luôn đó mọi người. Và đây là địa điểm yêu thích nhất của mình ở trong cái chỗ khu vực này luôn đó mọi người, chính là một cái ngọn đồi nhỏ nè. Ở đây thì tụi mình có thể nhìn ra biển này mọi người, siêu thích luôn ha. Ở ngoài đời mà có cái góc này chắc là ngày nào mình cũng ra chơi quá. Lúc này thì mình leo lên cây nè, và ở ngoài đời mà có cái cây này thì chắc là ngày nào mình cũng lên cái cây này ngủ luôn. Đùa thôi chứ mình ngủ rất là hay bị lăn xuống giường luôn á, không biết là mọi người có gặp tình trạng như vậy không, chứ từ nhỏ tới giờ là mình rất là hay bị lăn từ trên giường xuống dưới đất luôn. Tính ra thì khu này vừa mát vừa đẹp á, nhưng mà cũng hơi chán nè vì không có trò chơi gì hết á, nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ bốc thăm nha mọi người. Đó thì hồi nãy trước khi cúp học thì mình đã chấn lột mỗi đứa ở trong trường 1k. Bây giờ mình đã có được 15 cái vé bốc thăm rồi nè. Mà mọi người công nhận là đây là cái hộp bốc thăm cực khổ nhất không mọi người. Ước gì mà nó bằng kim cương á, do mình cũng có một số ít kim cương. Đằng này á, kim cương cũng không được, phải nạp tiền mặt nữa mọi người. Còn nếu mà không nạp tiền mặt á, thì làm nhiệm vụ đúng lâu luôn nè. Và sau khi làm nhiệm vụ á, thì tụi mình còn phải chế tạo đợi thêm 3 phút nữa, rất là mất thời gian luôn ha. Nhưng mà đổi lại thì đồ trong cái hộp này đúng là độc quyền và rất là xinh luôn. Rồi lượt đầu tiên thì mình sẽ bốc thăm 10 hộp trước nha. Trời ơi, vừa mới mở bài mà vô đúng cái tủ sách mình có cái này rồi, rất là chán luôn, mình chắc phải có mấy cái luôn rồi á. Rồi tiếp theo thì mình nhận được một cái đèn nè mọi người, cái này thì mình chưa có. Wow, dễ thương quá ha, thôi được rồi, cái này thì cũng tạm chấp nhận nè. Cái gì vậy trời, vừa mới khen dễ thương ra thêm một cái nữa, tự nhiên thấy dễ ghét luôn á. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi trời ơi mọi người, thấy bắt đầu có chút may mắn hơn rồi đó, mình nhận được 3 lô rồi nè. Còn 5 hộp nữa mong rằng sẽ vỗ tay. Vỗ tay. Ôi là trời luôn mọi người, lại thêm một may mắn nữa rồi, mình nhận được thêm một cái ba lô nữa nè. Trời ơi, còn 4 hộp nữa thôi, mình cầu mong là có thể ra được một bộ trang phục nha. Tiếp theo thì mình nhận được một cái bàn nè, bàn này cũng dễ thương nhưng mà thôi một cái là được rồi, chứ mình cũng nhiều bàn lắm rồi mọi người. Đéo. Đéo và đéo. Ok xong. U là trời luôn rồi, xong mọi người ơi, đây là thùng cuối cùng và mình nhận được cái tủ quần áo nè. Nói chung là bây giờ mà mình nhìn thấy mấy cái đồ nội thất là mình ngán lắm rồi á. Nhà mình thực sự là không còn chỗ để nữa luôn mọi người. Và đây là kết quả của 10 thùng đầu tiên nè mọi người. Và bây giờ thì mình còn 5 vé nữa, mình sẽ bốc luôn nha. Không có biết sao nữa nhưng mà nghe đồn người ta nói là bốc lẻ như thế này sẽ rất là may. Trời là trời, đúng mừng hụt luôn á, tưởng ra được ba lô con trồn chứ mọi người. Hộp tiếp theo nha. Cũng là đồ hiếm này mọi người, nhưng mà là cái ghế, nói chung thì trời ơi, đồ nội thất mình không mong thêm ra được một cái nào nữa. Còn đúng 3 hộp thôi, trời ơi, làm ơn đi ra được cái xe hoặc là bộ đồ nha. Chán đời luôn mọi người, ra được cái giường này nói chung cũng đẹp nhưng mà không có ham. Trời ơi, chỉ còn 2 hộp nữa thôi, chưa bao giờ mà thấy tiếc vé bốc thăm như vậy luôn á. Và mình chỉ còn 1 vé nữa thôi mọi người ơi, chưa bao giờ mà tiếc như vậy luôn á. Mình mong rằng là vé này sẽ ra được cái ba lô này nha. Trời ơi, không biết bây giờ không còn 1 ngàn nào về quê.
không biết ngủ ở đâu. Trời ơi, đúng là không biết ngủ ở đâu thiệt luôn mọi người ơi, chỉ có ngủ gốc cây rồi thôi chứ không thể về nhà nổi nữa rồi. Sao mà mình su dã man luôn đó mọi người, không biết là bữa giờ mọi người bốc cái vé này á thì đã ra được cái gì rồi, bình luận xuống dưới để chia sẻ cho mình biết với nha. Chưa mình thấy bạn mình nó vừa cài chay mà còn bốc ra được bộ đồ và cái xe ô tô nữa mọi người, trời ơi đúng là nhân phẩm quá trời luôn ha. Thôi bây giờ chiều rồi mình phải đi về thôi mọi người ơi, dù sao thì cũng không thể nào mà không về nhà được ha. Ok và mình đã về nhà rồi nè, mình cũng đã sắp xếp hết những thứ mà mình đã bốc thăm được ra cho mọi người coi. Nè ở bên đây thì mình có cái chiếc sofa này mọi người, màu hồng rất là đáng yêu ha. Nói chung là trong tất cả các đồ nội thất á thì mình thích cái ghế sofa này nhất á. Rồi bên đây là mấy cái kệ sách này mọi người để trang trí cho đẹp thôi à, nói chung là nhìn vô tri quá à. Bên đây thì tụi mình có mấy cái tủ kê nè và tủ quần áo siêu to khổng lồ. Đó mình vừa mới thay thử cái ba lô cho mọi người coi nè, cái ba lô màu hồng này cũng đáng yêu ha, nhưng mà mình vẫn thích cái ba lô con chồn kia hơn mọi người. Rồi đây là ba lô bé ra cá xanh này mọi người, nói chung là nhìn cũng được ha, dễ thương. Tiếp theo là chiếc giường nè, nhìn cũng xinh nhưng mà nằm không có êm gì hết á, không có êm do là tốn vé bốc thăm của mình á. Ồ và lúc này thì chuông cửa reo, mẹ mình đã về rồi nè mọi người. Coi nè mẹ mình mua cái gì cho mình đây. Hello con gái, mẹ mua bánh ú cho con nè. Wow con cảm ơn mẹ nhiều nha, mọi người coi mẹ mình nhìn tội nghiệp không kìa, đi làm đen hết cả da rồi nè. Ủa sao tùm lum đồ vậy? Thôi chết rồi mọi người ơi, mẹ mình đã phát hiện ra rồi. Đồ đâu ra đây? Thôi chết rồi mọi người ơi, sợ quá đi giờ biết giải thích thế nào bây giờ. Đồ này con được tặng. Thằng nào tặng? Học không lo mà lo yêu đương hả? Thầy chủ nhiệm nhắn gì đây? Thôi chết rồi mọi người ơi, đừng có nói là thầy báo cáo chuyện mình cúp học nha. Ủa sao mẹ ăn hết bánh ú của con rồi? Vì con sẽ được ăn đòn. Run. Đùa xíu thôi chứ ai mà dám cúp học ha mọi người. Không biết là mùa hè này được nghỉ thì mọi người đã đi đâu chơi rồi? Mùa hè của mọi người có gì thú vị không? Hãy bình luận xuống dưới để cho mình biết với nha. Ok, vậy là một ngày hóa thân thành rụt rè của mình đã kết thúc rồi đó mọi người. Mọi người có trò chơi gì thú vị hoặc là thử thách gì hay hay thì hãy bình luận xuống dưới nha, để mình có thể làm video cho mọi người coi nè. Ok, và vậy là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.